bạn đang đến với kênh YouTube báo Vietnamnet. Tin tức quốc tế mới nhất có gì đáng chú ý? Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính. Thưa quý vị, hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ NATO cho biết, các thành viên của tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã tái khẳng định cam kết tăng cường hơn nữa khả năng phòng thủ của Ukraina tại cuộc họp của Hội đồng NATO-Ukraina nơi quy tụ các quan chức từ Ukraina và liên minh quân sự phương Tây. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết trong một tuyên bố Ukraine đang tiếp tục đánh chặn tên lửa của Nga hàng ngày, nhưng khả năng duy trì phòng thủ của Kyiv đòi hỏi phải tăng cường cung cấp và hỗ trợ nhiều hơn. Người đứng đầu NATO cho biết thêm, sau cuộc tấn công mới nhất của Nga, các quốc gia đồng minh ngày hôm nay tái khẳng định họ đang tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine. Chúng ta phải tiếp tục cung cấp cho Ukraine các thiết bị và đạn dược cần thiết để tự vệ trong cuộc xung đột với Nga. Điều này rất quan trọng đối với khả năng tiếp tục chiến đấu của Ukraine. Trong một diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Nga ngày 28 tháng 8 cho biết, Moscow đã ra lệnh cấm nhập cảnh đối với 92 công dân Mỹ, bao gồm các nhà báo, luật sư và người đứng đầu các công ty công nghiệp, quân sự quan trọng vì cho rằng những người này có lập trường bài Nga. Danh sách được Bộ Ngoại giao Nga công bố trên Telegram, trong đó có 14 nhân viên của tờ Wall Street Journal, 5 nhà báo cấp cao của tờ New York Times và 4 nhà báo của tờ Washington Post. Ngoài ra, một số công tố viên nhà nước, Nhân viên các công ty công nghiệp quốc phòng Mỹ và giáo sư đại học cũng có tên trong danh sách cấm. Cuộc xung đột Nga-Ukraine đã gây ra cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong quan hệ giữa Moscow và Washington kể từ thời Chiến tranh lạnh. Nga đánh giá phương Tây đang đùa với lửa khi cân nhắc cho phép Ukraine tấn công sâu vào Nga bằng tên lửa của các quốc gia đồng minh này. Báo cáo cho biết, lệnh cấm này là để đáp trả chính sách bài Nga của chính quyền Tổng thống Joe Biden. Một phần quan trọng trong đó là các lệnh trừng phạt toàn diện đối với các chính trị gia, doanh nhân, nhà khoa học và nhà báo Nga. Theo thông báo ngày 27 tháng 8 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, Tổng thư ký Jens Stoltenberg sẽ triệu tập cuộc họp của Hội đồng NATO-Ukraine vào ngày 28 tháng 8 theo yêu cầu của Kiev. Người phát ngôn NATO, bà Farah Daglala xác nhận, cuộc họp sẽ được tổ chức ở cấp đại sứ. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Omerov dự kiến sẽ thông báo tóm tắt cho các đồng minh qua đường dẫn video về tình hình trên thực địa và các nhu cầu ưu tiên. Bà Daglala cũng nêu rõ các đồng minh NATO đã cung cấp hỗ trợ đáng kể cho lực lượng phòng không Ukraine và cam kết sẽ giúp tăng cường hơn nữa năng lực phòng thủ của nước này. Hội đồng NATO-Ukraine được thành lập vào năm ngoái nhằm giúp Liên minh quân sự phương Tây và Kiev phối hợp chặt chẽ hơn thành phần tham gia những cuộc họp của hội đồng thường gồm các đại sứ quốc gia thành viên NATO và các quan chức Ukraine. Thông báo về cuộc họp nói trên được đưa ra sau những diễn biến mới trên thực địa liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. Ngày 27 tháng 8, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết quân đội nước này đã triển khai các máy bay tiêm kích F-16 do phương Tây cung cấp để bắn hạ thiết bị bay không người lái và tên lửa của Nga. Trước đó trong tháng, ông Zelensky tuyên bố Ukraine đã nhận được lô máy bay F-16 đầu tiên mà các nước phương Tây cam kết, nhưng từ chối tiết lộ số lượng cụ thể. Trong hơn 2 năm, Ukraine đã đề nghị các đối tác phương Tây cung cấp loại máy bay này. Về phần mình, cùng ngày Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng của nước này đã thực hiện một vụ oanh kích trong đêm sử dụng vũ khí chính xác, bao gồm tên lửa siêu thanh Kinder và thiết bị bay không người lái nhắm vào sân bay quân sự của Ukraine. Hãng thông tấn tát ngày 27 tháng 8 dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ hoạt động quân sự này đã nhắm trúng tất cả mục tiêu đã được xác định từ trước. Chính quyền Mỹ cho hay, các cuộc đàm phán với Ukraine về triển vọng tăng cường độ tấn công vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí do Washington sản xuất vẫn đang diễn ra và những cuộc thảo luận này sẽ không được công khai. Theo hãng thông tấn TASS, thông tin trên được người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby xác nhận tại một cuộc họp báo trực tuyến vào ngày 26 tháng 8. Ông Kirby cho rằng, đây không phải là mong muốn mới của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ông kirby cho hay nhà lãnh đạo ukraine đã bày tỏ mối quan ngại này riêng với mỹ và ông ấy chắc chắn đã công khai mối quan ngại này với mọi người và chúng tôi hiểu tại sao ông ấy làm như vậy như tôi đã nói rất nhiều lần chúng tôi sẽ tiếp tục các cuộc thảo luận với ukraine nhưng chúng tôi sẽ giữ bí mật không có thay đổi nào đối với chính sách liên quan đến vũ khí của mỹ để thảo luận vào ngày hôm nay và cũng không có chỉ dẫn nào về vấn đề này để thảo luận theo một số nhà lập pháp và quan chức ukraine đã có những dấu hiệu cho thấy một số quan chức trong chính quyền của tổng thống Joe Biden cân nhắc dỡ bỏ các hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp bên trong lãnh thổ Nga trong những ngày tới, một nghị sĩ của Đảng Dân chủ cho biết, chính quyền đang xem xét yêu cầu của Kiev, trong khi đó nhà trắng chưa cho biết họ có đang cân nhắc thay đổi chính sách hay không. Trong diễn biến liên quan, trước đó đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho hay tuyên bố của Washington rằng họ không cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa do Mỹ cung cấp để tấn công sâu bên trong lãnh thổ Nga là không đáng tin cậy. Ông Antonov tuyên bố rằng chính quyền Mỹ có vẻ như liên tục đùa giỡn Moscow bằng những tuyên bố rằng họ không cho phép sử dụng các hệ thống tầm xa để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Đại sứ Nga nói, nhưng trên thực tế về cơ bản, họ đang chuẩn bị cơ sở để gỡ bỏ mọi hạn chế hiện có tại một thời điểm nhất định. Tổng thống Zelensky đã liên tục kêu gọi các quốc gia ủng hộ phương Tây cho phép nước này thực hiện các cuộc tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga trong chiến dịch tấn công khu vực cớt của Nga. Lâu năm góc tuyên bố lập trường của họ vẫn không thay đổi và Ukraine vẫn không được phép sử dụng tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS do Mỹ cung cấp, có tầm bắn lên tới 300 km để tấn công sâu bên trong lãnh thổ Nga. Theo ông Antonov, đánh giá theo sự hỗ trợ trước đây của Washington dành cho Kiev, bao gồm cả việc đào tạo phi công vận hành chiến đấu cơ F-16, thì gần như chắc chắn rằng Ukraine sẽ chiến đấu bằng vũ khí tầm xa do Mỹ sản xuất chống lại Nga. Ông nhấn mạnh, chính xác thì điều đó sẽ xảy ra ở đâu, chúng tôi không thể nói hoặc dự đoán. Moscow cảnh báo nếu bất kỳ vũ khí phương Tây nào được sử dụng để tấn công sâu bên trong lãnh thổ Nga, nước này sẽ chia sẻ khả năng tương tự với các quốc gia khác trên thế giới để sử dụng chúng chống lại các tài sản quân sự của phương Tây. Moscow cũng coi chiến thuật quân sự của Kiev ở Kurt là hành động khủng bố. Giới chức Nga cảnh báo các quốc gia phương Tây cung cấp vũ khí cho Kiev phải chịu trách nhiệm về những hành động tàn bạo do quân đội Ukraine gây ra. Cựu Thủ tướng Nga Sergei Stepasin cho rằng cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào tỉnh biên giới Kursk của Nga chứng tỏ chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow đã biến thành cuộc chiến quy mô lớn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO chống lại Nga. Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn TASS, Thủ tướng Stepasin nhấn mạnh, khi Hội đồng An ninh Nga đưa ra quyết định triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt, không ai ngờ rằng chúng ta sẽ chiến đấu chống lại toàn bộ khối NATO. Theo cựu Thủ tướng Nga, các hoạt động quân sự trên tiền tuyến đã vượt ra ngoài ý tưởng về một chiến dịch quân sự đặc biệt, nhất là sau những gì đã xảy ra ở Kursk. Ông chia sẻ, tình hình ở Kursk đã nêu bật tầm quan trọng của thành phố quân sự. Tôi rất hy vọng quân đội của chúng ta có một số ý tưởng bởi vì bản chất của cuộc chiến đã thay đổi hoàn toàn. Đây không còn là một chiến dịch quân sự đặc biệt nữa. Chúng ta nhận thấy chúng ta đang chiến đấu chống NATO ở mức tối đa. Cựu Thủ tướng Nga kết luận các hoạt động quân sự tiếp tục gia tăng, nhưng tiềm năng quân sự và năng lực công nghiệp quốc phòng của chúng ta là rõ ràng. Hơn hai tuần trước, lực lượng Ukraine bất ngờ tấn công tỉnh Kursk nằm ở biên giới phía Tây nước Nga. Tư lệnh quân đội Ukraine Alexander Sierski ngày 20 tháng 8 tuyên bố lực lượng nước này đã tiến sâu 28 đến 35 km vào lãnh thổ Nga, kiểm soát khu vực rộng 1.263 km vuông với 93 khu dân cư tại tỉnh Kursk. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 18 tháng 8 cho biết mục tiêu của Ukraine trong chiến dịch tại tỉnh Kursk là thiết lập vùng đệm an ninh trên lãnh thổ đối phương. Vùng đệm an ninh là khu vực ngăn cách hai lực lượng đang giao tranh, giúp các vùng lãnh thổ ở biên giới của Ukraine nằm ngoài tầm bắn của Nga. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky và công bố gói viện trợ quân sự mới theo Nhà Trắng, trong cuộc điện đàm, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tái khẳng định sự ủng hộ không lay chuyển của Mỹ dành cho Ukraine, công bố gói vũ khí mới trị giá 125 triệu đô la Mỹ. Tổng thống Biden cho biết, gói viện trợ bao gồm tên lửa phóng không để bảo vệ cơ sở hạt tầng trọng yếu của Ukraine, vũ khí chống thiết bị bay không người lái UAV và tên lửa chống tăng, cùng nhiều đạn dược và các hệ thống tên lửa di động. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, gói viện trợ này bao gồm các mặt hàng được lấy từ kho dự trữ quốc gia. Mỹ cam kết hơn 55 tỷ đô la Mỹ viện trợ vũ khí, đạn dược và các khoản viện trợ an ninh khác cho Ukraine kể từ khi bùng phát xung đột tháng 2 năm 2022. Tổng thống Ukraine khẳng định Ukraine đang rất cần số vũ khí trong gói hỗ trợ được Mỹ công bố, đặc biệt là các hệ thống phòng không. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine để thảo luận về tình hình cuộc xung đột. Cũng trong ngày 23 tháng 8, Mỹ đã áp lệnh trừng phạt đối với hơn 400 tổ chức và cá nhân vì tham gia hỗ trợ Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, bao gồm cả các công ty Trung Quốc mà Mỹ cho rằng đang giúp Nga lách lệnh trừng phạt của phương Tây và xây dựng quân đội. Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Wally Adeyemo nêu rõ, Bộ Tài chính Mỹ tiếp tục thực hiện các cam kết do Tổng thống Joe Biden và những người đồng cấp của ông tại nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 đưa ra nhằm phá vỡ chuỗi cung ứng cơ sở công nghiệp, quốc phòng và các kênh thanh toán của Nga. Hiện Đại sứ quán Nga tại Washington chưa phản hồi khi được đề nghị bình luận về các lệnh trừng phạt mới này. Trong một diễn biến liên quan, ngày 23 tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, ông Rustem Umarov thông báo trong năm 2024, viện trợ quân sự của Latvia dành cho Ukraine sẽ lên tới khoảng 112 triệu euro, hơn 125 triệu đô la Mỹ. Latvia sẽ cung cấp cho Ukraine hàng nghìn UAV, song không nêu rõ không thời gian. Trong thông báo ngày 23 tháng 8, Na Uy đã đồng ý để Ukraine sản xuất đạn pháo do Oslo phát triển. Công ty vật liệu quốc phòng Nammo tại Na Uy đã ký một thỏa thuận cho phép một tập đoàn quốc phòng thành lập cơ sở tại Ukraine để sản xuất loại đạn pháo 155mm do các kỹ sư của Na Uy chế tạo. Nhà khoa học chính trị Na Uy Dizen cảnh báo xung đột trực tiếp giữa NATO và Nga đang ngày càng đến gần. Nhà khoa học chính trị người Na Glenn Dierzen đã viết trên mạng xã hội X rằng cuộc đối đầu quân sự trực tiếp giữa Liên minh Bắc Đại Tây Dương và Nga đang ngày càng tới gần. Ông cảnh báo, chúng ta đang tiến rất gần đến cuộc xung đột trực tiếp giữa NATO và Nga. Một ngày trước đó, tạp chí chính trị Mirs Polska của Ba Lan viết rằng chính sách quân sự hóa của Ba Lan sẽ không làm cho đất nước an toàn hơn và sẽ không cứu được nước này trong trường hợp xảy ra xung đột vũ trang với Nga. Trong khi đó, nghị sĩ Đức Shevim Dardalung đã kêu gọi Đức ngừng viện trợ cho Ukraine và tìm kiếm giải pháp thông qua đàm phán. Bà viết hôm 22 tháng 8 rằng, cuối cùng chúng ta cũng phải ngừng cung cấp hàng tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, thay vì càng ngày chi càng nhiều tiền hơn và gửi vũ khí vì một cuộc xung đột vô nghĩa. Chính phủ liên bang cuối cùng phải bắt đầu hỗ trợ chấm dứt cuộc xung đột thông qua ngoại giao. Moscow đã nhiều lần tuyên bố rằng Nga không đặt ra và không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho bất kỳ ai ở phương Tây và đang bảo vệ lợi ích của mình ở Ukraine. Trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Mỹ Tucker Carlson, ông Putin nói rằng các chính trị gia phương Tây thường xuyên đe dọa người dân của họ bằng một mối đe dọa tưởng tượng từ Nga nhằm chuyển hướng sự chú ý khỏi các vấn đề trong nước. Ông khẳng định Nga sẽ không tấn công các nước NATO, điều đó không có lợi ích gì cho Nga.